Xin chào anh em quay trở lại với channel của Smart News, tiếp tục series review bàn phím cơ của nhà mình. Thì hôm nay mình mang đến cho anh em xem một bàn phím cơ đến từ thương hiệu của ATAT. Và các bạn biết là ATAT là một thương hiệu rất nổi tiếng về cái việc mà bán những cái bàn phím cơ giá rẻ. Và một số sản phẩm bên mình mà các bạn biết đến thương hiệu này thông qua một số sản phẩm nhà mình, ví dụ như là con hàng ZA64 Pro các bạn này, hay là con hàng ATAT ZA981, đều những phiên bản phím cơ bên mình bán rất chạy. Và hôm nay thì mình muốn mang đến cho anh em xem một con bàn phím cơ đến từ thương hiệu ATAT luôn, có tên model là IG102 các bạn nhé. Và đây là một con bàn phím cơ full size, được chưa? Và tiếp tục đây sẽ là một con bàn phím cơ siêu phẩm, hay nói cách khác đó là một con bàn phím cơ cực phẩm trong phân khúc tầm giá 1 triệu quay, dành cho các tín đồ nào mà đang đam mê bàn phím cơ full size. Và xin giới thiệu anh em ATAT IG102 các bạn nhé. Đây là một con bàn phím cơ layout 112%, có cho anh em để cho là hot swap là dạng 5 pin mạch xuôi các bạn nhé, trục là trục linear, và đây là một con trục linear hầu như đã được relook sẵn từ hãng rồi, nên là các bạn về không cần thiết phải quan tâm đến cái việc loop từ loop gì nữa, anh em chỉ cần về bấm luôn thôi, tại vì là switch con này thì đang được bôi trơn rồi, là đang được tra dầu tra mỡ đầy đủ cho anh em rồi, bấm linear rất êm. Tiếp theo là đang dùng cho anh em một cái dòng keycap là keycap Ninja Polar các bạn nhé, và con này cực kỳ nhiều màu cho anh em lựa chọn luôn. Mình tính sơ sơ có mấy cái màu kiểu dạng màu đỏ, màu tím, màu hồng cũng đẹp. Và mình đang cầm trên tay mình đây là con bàn phím cơ màu kiểu dạng màu cam son các bạn. Đó, vẫn có cho anh em là mạch xuôi 5 pin và có cả đèn led viền siêu sáng như này. Đó, led viền này thì nó cũng sẽ đồng bộ với cái led ở mặt trên con này các bạn nhé. Và keycap Ninja thì các bạn biết rồi, nó là một dòng keycap mà thiết kế cái chữ ở bên dưới, chữ bên cạnh các bạn, cực kỳ là phù hợp cho mấy anh em nào mà thích chơi mạch xuôi. Và con này là phiên bản mạch xuôi 5 pin, nên là mình thấy là dùng keycap Ninja Polar quá hợp lý rồi. Để mà nói về một quan phím cơ biến liền thì không thể thiếu cho anh em được là 30 kết nối. Tức là các bạn vẫn sẽ có cho anh em là 3 chế độ kết nối này, USB này, Bluetooth này, và cắm dây trực tiếp của Type-C. Đó, mặt sau thì vẫn có cho anh em là Kingston 2 nấc nhé các bạn nha, và 4 đế cao su chống trơn trượt cho anh em. Và với tầm giá chỉ dưới 1 triệu. Đó, đây tiếp tục sẽ là một cái bàn phím cơ mình khẳng định với các bạn luôn là siêu phẩm hay cực phẩm tiếp theo của nhà mình, đến từ thương hiệu của ATAT, một thương hiệu trước đấy các bạn hay đồn là một thương hiệu bàn phím cơ giá rẻ đấy. Ok, thì để làm mở con này ra cho anh em xem bên trong có những gì thì trước tiên thì mình sẽ mời anh em nghe một đoạn sau test về con hàng IG102 nhà mình nhé. Bắt đầu. A few moments later. Ok anh em ơi, sau một lúc loay hoay thì gọi là cơ bản thì mình cũng đã tháo được con này ra rồi. Mình thấy là mấy mẫu bàn phím cơ mà đời mới bây giờ thì các bạn tháo dễ hơn đấy. Tức là anh em không phải vặn nhiều. Bây giờ các bạn nó chỉ gọi là cố định ở ngoài mấy cái tấm gọi là cái tấm khớp, cái tấm nẹp đây thôi. Anh em chỉ cần là một cái dụng cụ như này là các bạn có thể tháo được rồi. Đó, anh em cứ cạy được tí ra một số đó các bạn nhấc lên như này là sao. Cái điều đầu tiên mình thấy ở đây nhá, đánh giá cao không phiền con này. Nó dày các bạn. Nó dày các bạn nhé. Và làm từ chất liệu nhựa đó là PBT anh em nhé, được chưa? Nhựa xịn luôn. Ok, anh em lưu ý này, khi mà mở cái con này ra hay là những con bàn phím cơ khác cũng vậy, các bạn lưu ý cho mình cái phần gọi là cái phần dây nguồn con này. Đó, anh em khi mở ra anh em xem nhá, thì để dây nguồn, không là các bạn nào không biết đấy, nhấc mạnh phát này là xong luôn các bạn, đứt dây nguồn là bay phím luôn. Tháo từng cái ra một, được chưa? Đó, nói chung là vẫn cơ bản các bạn nhé. Đây vẫn là một bàn phím cơ full form. Đó, tức là sẽ có đầy đủ cho anh em form như kiểu là PCB này, form đáy này, silicon đầy đủ, bron đáy này. Đó, rồi là bron giữa plate và bảng mạch. Ok, đây cho anh em xem nhá. Ở dưới phần đáy con này thì đang lót được hai tấm form. Đây là một cái tấm form xốp các bạn này. Được chưa? Đó. Tiếp theo có cho anh em thêm là một cái tấm form silicon, mình đánh giá là nó khá dày các bạn nhé. Con này cũng dày như kiểu là form silicone của con hàng Aula F75. Nhưng mà phiên bản Aula F75 nó phiên bản kiểu dạng nó không cắt như con này. Các bạn nhìn cái tấm form silicone con này kiểu dạng nó cắt này các bạn. Tiết kiệm chi phí hơn. Đấy. Nhưng mà cũng không đánh giá có gọi là chê được. Tại vì là nó là bàn phím cơ full size mà tầm giá 1 triệu rồi các em. Bằng Aula F75 mà.
giờ lại làm cho tấm form silicone dày bằng Aula 75 thì nó không hợp lý lắm. Đó, như này là form silicone có như này là quá ngon rồi các bạn. Lót như này là ok lắm rồi. Được chưa ạ? Tiếp theo, pin các bạn nhé. Pin con này thật sự là mình đánh giá không quá cao về pin con này các bạn. Tuy là một bàn phím cơ full size 102% nhưng mà pin được 4.000 thôi. Đó, tức là con này pin nó chỉ được bằng nửa Aula 75 thôi các bạn. À nhầm, xin lỗi anh em. Nó chỉ bằng nửa con hàng Aula F99 thôi. Mà bằng layout các bạn nha. Nên là pin 4.000 thì pin con này các bạn độ được. Anh em thích độ thì độ nhé. Được chưa? Chứ còn pin 4.000 mà anh em bật full LED con này cũng sáng các bạn nha. Nếu mà các bạn bật full LED với một con hàng phím cơ layout 102% này chắc được tầm hơn 5 ngày một xíu là hết pin rồi. Được chưa? Tiếp theo các bạn nha. Có một điểm nó khác với những con bàn phím cơ phân khúc trước đấy mình review cho anh em xem. Đó là cái phần bảng mạch, cái phần plate và tấm form ấy. Con bàn phím cơ này thì nó đã được gia cố bằng những con ốc stand-off rồi, chứ không giống như là M75 hay là Aula 75 nữa, nó dùng công nghệ ép nữa. Mà như con này nó đã có cho anh em là ốc stand-off để cho để gia cố cái phần bảng mạch và plate. Và plate vẫn là plate PC các bạn nhé. Vẫn có gasket mount nhún nhún này. Đó. Được chưa? Ok, để mình bóc cho anh em xem bên trong con này nhé. Lót thì mình thấy vẫn cơ bản như bình thường các bạn. Một tấm PCB. Được chưa? Một tấm PE. Một tấm pad cách điện. Đó. Ok chưa? Bảng mạch, flex cut từng số x. Vẫn thế anh em ạ. Ok chưa anh em? Và... thế thôi anh em, chả có gì nữa. Đó. Bóc cho anh em xem xong hết rồi. Và chốt lại các bạn nhé, gọi tổng kết lại đi. Thì đây là một con bàn phím cơ các bạn. Phải biết được rằng là giá của nó dưới 1 triệu anh em ạ. Dưới 1 triệu các bạn nhé. Đó. Thì con bàn phím cơ này thật anh em chả có gì để chê cả. Được chưa? Hàng full size 102%. Bấm thì quá ngon rồi anh em. Form lot full form. Được chưa? 3 mũi kết nối. LED siêu sáng siêu đẹp lại còn xuyên LED. Viền RGB có áp điều chỉnh. Đấy. Anh em nào xem video của mình mà cảm thấy giá tốt thì chốt một con. Còn nếu mà bạn nào mà đang có câu hỏi về con bàn phím cơ IG102 này thì có thể để lại cho mình cái phần ý kiến của anh em dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo.